Hello, xin chào quý vị, xin chào anh em, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Yumi. Xin chào mọi người, hôm nay đã là ngày 27 tháng 11 năm 2022, tròn một tháng mà Quyển từ Quảng Ngãi chạy vào Sài Gòn để công tác, gọi là công tác chứ còn không phải là để là làm việc nữa. Tại vì trước đó vào tháng 5, Quyển đã về Quảng Ngãi một lần để khảo sát Đà Nẵng với lại Quảng Ngãi, rồi Quyển vào lại cho đến tháng 6, 7, 8 là Quyển còn ở Sài Gòn, là Quyển ở Sài Gòn. Tới ngày 22 tháng 8 thì Quyển sẽ về quê, lại về một cuộc hành trình nữa là tiếp tục về quê để khám phá chuyển vùng, để từ Sài Gòn về Quảng Ngãi. Mục đích thứ nhất là để nó gần quê hương của mình khi mà quê hương của mình nó đã có rap. Cái thứ hai để gần ba gần mẹ, nó thực tế hơn. Cái thứ ba là để mà mình thử nghiệm cái công việc của mình thì nó đạt cái hiệu suất đến như thế nào. Cái thứ tư nghĩa rằng là mình cũng muốn giảm cái thu nhập của mình tại Sài Gòn. Tại vì khi mà ở Sài Gòn thu nhập có cao đi nữa thì chi phí nó cũng sẽ tăng lên, và mình muốn tiết giảm cái điều đó thì để mình sẽ áp dụng một cái cách khác, cũng là công việc, nhưng mà mình làm sao giảm cái chỗ này, giảm có một cái công việc nào đó để mình tăng một cái công việc khác. Để chi? Để cho nó không có bị dính thuế thu nhập cá nhân. Tại vì 2 tháng nữa, bây giờ là tháng 11, tháng 12, còn 2 tháng nữa thôi. Nhưng mà điều đó thì nó nằm ngoài cái kế hoạch. Thì mình hôm nay cũng đã là một tháng là từ Quảng Ngãi, cuộc hành trình từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn công tác, thì mình cũng cố gắng để đưa ra cái thu nhập để cho các anh em mình có thể tham khảo, cũng như là lựa chọn một cái công việc bán thời gian nó hợp, nó phù hợp với lại cái điều kiện công việc cũng như là điều kiện về thời gian của anh em của mình, nếu như mà có thời gian rảnh. Tại vì có rất là nhiều các anh em hỏi nhưng mà mình không có chia sẻ được, tại vì nó rất là nhiều cái vấn đề nó tồn đọng thì mình không thể nào mà có một cái thời gian nào đó để mình chia sẻ hết. Thì bây giờ là mình cũng cố gắng dành một ít thời gian còn lại để mà mình gửi gắm tới các anh em mình cũng như là thực tế nhất có thể. Thì tháng 6 vừa rồi các anh em mình cũng là nói là chạy bán thời gian như thế nào cũng hỏi rất là nhiều, thì mình đã nhập vai văn phòng và mình cũng đã làm việc văn phòng để mà mình chạy thêm, và cũng có cái video đó nếu như các anh em mình đã có xem qua. Về trước đó cũng có một cái video về mình làm full thời gian là 24 tiếng đồng hồ thì được bao nhiêu, rồi là 2 ngày 2 đêm thì được bao nhiêu. Thì ở những cái video trước, nếu mà các anh em của mình có muốn tìm hiểu thì hãy lục lại thì biết. Còn các anh em mới bây giờ thì mình cũng cố gắng mình chia sẻ đến những cái điều mà nó là quan trọng nhất, mà thực tế nhất, cũng như là lưu lại cái khoảnh khắc này để cho nó là một cái thành quả mà sau một tháng mình nhận được cái gì. Tại vì khi mà mình vào đây thì mình ba cái mục tiêu, mà hầu như là ba cái mục tiêu này nó cũng đã gần gần xong rồi, nó gần hoàn thiện rồi, nó còn sót một tí xíu nữa thôi thì mình cũng cố gắng. Nhưng bây giờ là mình muốn cân bằng lại thì mình cũng giảm bớt cái công việc này, và mình cũng kiên trì mình làm tiếp tục cái công việc thường ngày của mình làm. Rồi bây giờ bắt đầu là mình vô trực tiếp luôn nha. Đó, như các anh em mình cũng đã thấy trên cái bảng hệ thống là nó để là cái thu nhập tuần, thì tuần này thì nó cũng rơi vào 2,5 triệu, 3 triệu. Đây là cái thu nhập chạy bán thời gian nha. Tại vì Quyển cũng có dành cái thời gian để cho mình tập trung nhiều hơn tới cái công việc YouTuber của mình, cho nên mình không có quá nhiều cái thời gian mà mình làm liên tục với rap được. Đồng ý là thu nhập nó cũng có cao, nhưng bù lại chi phí của nó cũng sẽ rất là cao nha. Chi phí sửa xe, chi phí xăng dầu mỗi ngày, và nó có một vài chi phí khác nữa là điện thoại và những cái rủi ro mà các anh em có thể gặp phải trong quá trình mà mình vận hành cuốc xe. Thì Quyển có lợi thế hơn các anh em mình rằng là mình có nhiều cái thời gian
mình có thể toàn quyền chủ động về cái thời gian của mình, cho nên Quyển cũng làm mà nghiêng về YouTube nhiều hơn. Còn về rap thì mình vẫn duy trì cái hạng bạch kim của mình, cho nên mình cũng phải làm, dù có thưởng hay không có thưởng thì mình vẫn làm. Nhưng mà áp ở Quảng Ngãi khi mà chạy ở Sài Gòn là không có được nhận thưởng ở Sài Gòn nha. Và tắt mỡ tắt mỡ food, tắt mỡ được nhưng mà mình vẫn nhận đơn nha. Khi mà ví dụ như là cái tài xế mới thường là sẽ không được tắt mỡ, nhưng mà tài xế cũ được ưu tiên hơn, có nghĩa là mình sẽ tắt mỡ được cái ứng dụng. Nhưng mà Quyển có tắt cỡ nào thì nó cũng vẫn nổ food hoặc là nổ nha. Chứ nếu không giải thưởng thường anh em sẽ chọn Rap Express hoặc là Rap giao hàng là chủ yếu, hoặc là Rap Bay là chủ yếu. Nhưng mà Quyển thì không có Rap Express, tại Rap Express ở Quảng Ngãi chỉ ký quỹ 500.000, cho nên ở Sài Gòn này ký quỹ 2 triệu, cho nên mình không thể nào chạy Rap Express. Và đó cũng là một cái lợi thế mà mình tập trung đẩy mạnh vào cái chiến lược là chạy Rap Bay. Và bù lại đó là mình cũng chạy food để cho nó đủ cái số lượng cuốc giữ hạng bạch kim đó. Và trên đó là nãy là mình cũng có thấy, các bạn bè mình cũng có thấy là cái thu nhập mà mình chạy bán thời gian nó như thế nào đấy, là bình quân là mỗi tuần là nó rơi vào tầm 2 triệu đến 2 triệu rưỡi, tùy thuộc vào cái xe cộ, tùy thuộc vào cái điều kiện điện thoại của các anh em, tùy thuộc vào cái kỹ năng riêng biệt của anh em. Nhưng mà nếu các anh em mà chịu khó thì hãy cân bằng giữa cái công việc của mình làm và cái công việc chạy ứng dụng công nghệ, thì chí ít nó cũng đảm bảo được cái cuộc sống cho mình, chứ không đến nỗi là quá tệ. Nếu như các anh em mình biết mẹo hoặc là biết cách hoặc là biết những cái nơi mà những cái khu vực đông khách hay là khách hay di chuyển vào những cái khung giờ thì mình sẽ để ý và mình lưu ý về những cái cuốc sau. Còn ở trên cái ứng dụng như thế này đó, Quyển đi có những cuốc rất là xa nha, thậm chí là Bình Dương Đồng Nai đó là chuyện thường xuyên và mình không thể nào mà kiểm soát được. Cho nên vì công việc cho nên mình cũng đi, cũng vì khách hàng. Tại vì nếu các anh em mình không đi thì cũng sẽ có anh em khác đi thôi. Nhưng mà nó lại để lại một cái hình ảnh xấu trong người khách hàng, khi mà họ đặt một cái tài xế, họ đặt dịch vụ mà không có ai nhận mà cứ từ chối hoài thì họ cũng rất là khó chịu. Và dù có tiền hay không có tiền thì mình vẫn làm nha. Bây giờ vẫn còn đang nằm ở trong một cái, phải nói là sự kiểm soát, cho nên mình cũng khá là vui vẻ. Đó, cho nên các anh em mình tham khảo, nếu như mà có đăng ký chạy bán thời gian thì cũng nên, không sao cả. Đó, các anh em thấy không, không sao cả, các anh em mình cứ đăng ký, không sao cả. Mà nãy giờ là mình nói chuyện vì mình để cái máy quạt thì nó mát, nhưng có điều là mồ hôi của mình đổ quá nè. Mình nói chuyện với anh em mới có 6 phút mà mồ hôi nó đổ quá trời luôn, vì cái phòng nó cũng hơi bị hầm một xíu, nhưng không sao, tại vì do mình tắt cái quạt thôi. Nhưng mà cũng vì để giảm bớt cái tiếng ồn thì bây giờ mình tiếp tục cái công việc là các anh em mình có nên chạy hay không chạy. Thì ở cái thời gian như thế này thì kinh tế của tất cả mọi nơi nó bị coi như là ảnh hưởng, cho nên cái số lượng lao động thất nghiệp thì nó cũng tăng cao. Thì nếu như mình không có cái lựa chọn nào á thì chắc chắn mình không có thì mình mới xem cái video này. Và nếu mình xem cái video này thì anh em, quý vị, mình thấy hay, ý nghĩa, đăng ký, like, share và có thể là comment phía bên dưới để cho mình biết rằng là các anh em mình đang gặp cái vấn đề gì về liên quan tới lại cái tìm hiểu về cái công nghệ hoặc là về cái quá trình chạy xe như thế này. Thì mình nói là cái thu nhập thì nó không cao, tại vì mình làm trong Grab là 27 tháng giờ rồi, nó không cao. Nó không cao là bởi lý do là nó thu nhập thì vẫn có, doanh thu thì vẫn tăng, nhưng mà cái chi phí của nó cũng sẽ dao động theo, tùy thuộc vào cái thời gian. Và rất là nhiều các anh em mình hay bị nản, hay bị chán nản. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là không có kỹ năng, thứ hai nữa là dễ bị kiểu như là mình khó mà thích nghi được, có là mình sẽ dễ bị từ bỏ. Tại vì trong công việc nào thì nó cũng có những cái khó khăn nó tồn động. Thì cái cách mà để mà mình giải quyết cái khó khăn tốt nhất đó là khi mà mình gặp cái vấn đề, nó sẽ có cái dấu hiệu. Khi mà mình gặp cái vấn đề đó ngày hôm đó, đợi lâu thì buộc lòng chắc chắn là mình cũng sẽ nghỉ ngơi để ngày hôm sau mình làm nhiều hơn, hoặc là mình nghỉ ngơi để mà làm một cái công việc nó riêng biệt, hoàn toàn không liên quan gì tới này cái việc chạy xe, ví dụ như vậy. Cái thứ hai nữa là mình phải quan sát những cái anh em ngoài đường. Nếu như các anh em mình ở ngồi ngoài đường mà đợi cuốc cũng rất là lâu, tùy thuộc vào mỗi cái anh em mà nó có một cái dịch vụ nó khác nhau, thì mình thấy các anh em ngồi đông quá mà không có cái xe thì mình di chuyển, mà nếu mình di chuyển trong vòng 1 tiếng 2 tiếng mà vẫn không có ổn á,
thì mình nghỉ đi, mình về nghỉ ngơi rồi giữ sức khỏe cho hôm sau. Tại vì sao, công ty nó sẽ có một cái hệ thống nó làm thu nhập đảm bảo đều đều cho hết các anh em. Nếu như mà nó vắng thì nó sẽ vắng đều, mà nó có nhu cầu tăng cao thì nó sẽ tăng cao đều và phải chạy theo khung giờ nữa, ví dụ như thứ bảy chủ nhật hay là như thế nào đó, thì các anh em mình phải tự tìm hiểu thì mới tìm ra được một cái phương pháp riêng cho cả bản thân mình. Còn công việc thì công việc chung chung cho tất cả mọi người, nhưng mà cái phương pháp để áp dụng thì mỗi người nó mỗi cách khác nhau, khung giờ nó khác nhau, giờ giấc làm việc nó cũng khác nhau. Mình thì mình làm lộn xộn, mình có lợi thế hơn các anh em là mình chủ động về thời gian, có thể là làm sáng, có thể làm trưa, có thể làm chiều, có thể làm tối, nắng thì mình nghỉ, mưa mình cũng nghỉ. Mình chọn cái thời điểm nó hợp lý nhất, thời điểm nó đẹp nhất trong ngày mình làm, mình chọn những cái vị khách nó ok nhất. Tuy là mình không chọn được, cái này công ty tự phát, nhưng mình cũng có cách để làm sao để gặp được những cái vị khách như vậy, hoặc là mình gặp những cái dấu hiệu mà nó gây cản trở trong công việc của mình thì mình ngay ngay lập tức mình nghỉ ngay, mình không thể nào tiếp tục, tại vì mình tiếp tục nó sẽ dẫn ra những cái mà mình bị cáu nè, ghét nè, rồi mình bị nóng thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cảm xúc, nó ảnh hưởng cái năng lượng của mình nguyên cả ngày. Chứ ai đâu mà đi làm để kiếm tiền, chứ đâu phải là đi kiếm mối hoặc là đi làm để mà rước bao cái chuyện phiền phức nó vào trong người mình đâu. Rồi thậm chí cái ứng dụng của mình thậm chí là không có tiền khách, không có tiền cũng vẫn đặt xe nha, nhưng mà mình cũng vui thôi, điều đó là bình thường. Phản hồi lên công ty sẽ trả lại cho các anh em mình đó. Thì các anh em mình có nếu muốn tìm hiểu về cái công việc như thế này thì các anh em mình cũng đăng ký, và cái thủ tục đăng ký của nó thì bây giờ cũng rất là khó khăn á, chứ không phải là đùa đâu. Thì nếu như mà có cái sự lựa chọn khác á, thì các anh em hãy qua những cái ứng dụng khác, nó cũng tương đối thôi, thu nhập thì nó cũng như nhau, chứ nó không có chênh nhau bao nhiêu hết đó. Thì nó cũng là cái gì cũng vậy, cũng phải trải qua cái sự cảm nhận, rèn luyện, học hỏi rồi các anh em mình áp dụng thì mới có thể là có một cái kết quả nó xứng đáng hơn. Chứ còn mình thì cũng chỉ là đưa ra cái thông tin để cho cái này mình tham khảo thôi, chứ có quá nhiều người hỏi mình và mình không có thể nào mà đủ cái thời gian. Bây giờ mình cũng cố gắng mình ngủ sớm, tại vì mai là thứ hai là nó bắt đầu một cái tháng mới, tại ngày 27 tháng 10, ngày 27 tháng 10 là Quyến ở từ Quảng Ngãi vào, đến hôm nay là ngày 27 tháng 11 là vừa tròn một tháng, và mình có thể là trụ được một tháng là rất là tuyệt vời. Thì mình cũng phải dành sức, bây giờ là mình giảm bớt cái công việc của YouTube lại, bây giờ mình đẩy công việc của chạy xe lên, tại vì nó gần Tết rồi, cái nhu cầu tăng rất là cao, cho nên mình cũng cố gắng. Rồi bây giờ là cũng chúc các anh em, chúc quý vị có một ngày ngủ thật là ngon lành để mà bắt đầu cho một cái tuần mới ngày mai. Còn ai xem World Cup thì xem, mình thì thật sự ra là cũng rất là thích nhưng mà cũng chưa có được. Bây giờ vừa mới mua đồ ăn quá trời luôn, mình bỏ bỏ quá trời luôn. Lấy ra là sau những cái thời gian như thế này mình cần nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng mà tại vì cái thời gian nó có hạn cho nên thôi, mình cũng biết là mình tận dụng được cái khoảnh khắc nào thì hay khoảnh khắc đó. Rồi mình cũng cố gắng để mà mình sớm được về thăm ba thăm mẹ của mình, tại một tháng không gặp thật sự cũng rất là nhớ. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người ngon ngon.